Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vô cùng thú vị và quan trọng trong cuộc sống. Đó là nghiệp quả và các quy luật vũ trụ. Bạn đã từng nghe qua những thuật ngữ như luật đồng thanh đồng khí hay luật cân bằng âm dương chưa? Những quy luật này không chỉ điều hành cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến từng mối quan hệ và sự phát triển cá nhân của mỗi người. Hiểu về nghiệp quả và luật vũ trụ. Nghiệp quả là một khái niệm quen thuộc trong nhiều triết lý và tôn giáo, nói về hành động của chúng ta trong cuộc sống và hậu quả của chúng. Bạn có thể hình dung nghiệp quả như một chiếc boomerang, những gì bạn ném ra cuối cùng sẽ quay trở lại với bạn. Nhưng điều thú vị là chúng ta không hoàn toàn bị động trong việc này. Dù giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nhưng với quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nghiệp quả của mình. Luật đồng thanh đồng khí. Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một buổi tiệc lớn. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy mình bị thu hút bởi những người có cùng sở thích hoặc quan điểm sống. Đây chính là biểu hiện của luật đồng thanh đồng khí. Những người có cùng tần số năng lượng, suy nghĩ hoặc mục tiêu sống sẽ tự nhiên tụ tập lại với nhau. Điều này giúp tạo ra một môi trường hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau. Ví dụ, nếu bạn là một người đam mê nghệ thuật, bạn sẽ thấy mình dễ dàng kết bạn với những người cũng yêu thích nghệ thuật. Các bạn sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Luật đồng thanh đồng khí xuyên suốt qua các kiếp sống luân hồi. Luật đồng thanh đồng khí không chỉ giới hạn trong một kiếp sống mà còn hoạt động mạnh mẽ qua các kiếp sống luân hồi. Khi chúng ta đầu thai vào một kiếp sống mới, chúng ta mang theo những tần số năng lượng từ kiếp trước. Những tần số này không chỉ ảnh hưởng đến những người chúng ta gặp, mà còn đến hoàn cảnh và môi trường sống của chúng ta. Một ví dụ cụ thể hơn, hãy tưởng tượng một người đam mê và tài năng về công nghệ trong kiếp sống hiện tại. Người này không chỉ tạo ra các ứng dụng giúp đỡ cộng đồng, mà còn tạo công việc cho nhiều người trong xã hội. Sự đam mê và khả năng sáng tạo của anh ta khiến anh ta trở thành một nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Khi chúng ta nhìn vào kiếp trước của người này, có thể hình dung rằng anh ta đã từng là một người có tư duy sáng tạo và khao khát cải tiến trong một lĩnh vực khác, chẳng hạn như xây dựng cộng đồng hoặc phát triển kỹ năng quản lý. Luật cân bằng âm dương, trái ngược với luật đồng thanh đồng khí, luật cân bằng âm dương lại nói rằng những người có tính cách đối lập sẽ thu hút lẫn nhau để tạo ra sự cân bằng. Hãy tưởng tượng một người nóng tính gặp một người điềm đạm. Hai người này dù có vẻ đối lập nhưng lại học hỏi và điều chỉnh lẫn nhau, tạo ra một mối quan hệ hài hòa hơn. Một ví dụ sinh động là trong một mối quan hệ hôn nhân, một người vợ kiên nhẫn và nhạy cảm có thể giúp người chồng quyết đoán và nóng nảy trở nên điềm tĩnh hơn. Ngược lại, người chồng có thể giúp người vợ trở nên quyết đoán và tự tin hơn. Đây chính là cách mà luật cân bằng âm dương bổ sung cho luật đồng thanh đồng khí, giúp chúng ta phát triển và hoàn thiện bản thân. Luật hấp dẫn. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về luật hấp dẫn. Một quy luật quyết định những gì xảy đến với một người là do tư tưởng của người đó thu hút mà đến. Hãy tưởng tượng bạn là một người luôn suy nghĩ tích cực và biết ơn. Vùng từ trường xung quanh bạn sẽ chứa những tín hiệu yêu đời, yêu người, và bạn sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Ví dụ, một người luôn tỏ ra vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống hàng ngày sẽ thường gặp nhiều cơ hội tốt. Chẳng hạn, người này có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh khi gặp khó khăn, hoặc có thể tìm thấy những cơ hội nghề nghiệp mới một cách bất ngờ. Điều này xảy ra bởi vì năng lượng tích cực mà họ phát ra thu hút những tình huống và con người tích cực đến với họ. Ngược lại, nếu bạn luôn oán trách và đổ lỗi, bạn sẽ thu hút những điều xui xẻo vào cuộc đời mình. Một ví dụ khác là khi bạn luôn lo sợ về những điều không may sẽ xảy ra, những lo sợ này có thể trở thành hiện thực, làm cho cuộc sống của bạn trở nên căng thẳng và đầy rẫy khó khăn. Luật tự cân bằng. Chúng ta không thể bỏ qua luật tự cân bằng, một quy luật đáng quan tâm nhất của vũ trụ. Tất cả những quy luật trên đều nhằm hướng vạn vật trong vũ trụ tương tác với nhau để hướng đến sự cân bằng. Hãy nhìn vào thiên nhiên,
các loài động vật tương hỗ và khống chế lẫn nhau để cùng tồn tại. Động vật ăn thịt lựa chọn những con vật bị thương, già yếu, bệnh tật để làm mục tiêu, giúp nâng cao sức khỏe tổng thể của đàn động vật ăn cỏ. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, những mối quan hệ và sự tương tác giữa con người đều hướng đến việc đạt được trạng thái cân bằng. Chúng ta không thể diệt trừ hoàn toàn những phẩm chất không mong muốn, nhưng có thể học cách điều chỉnh và cân bằng chúng. Ví dụ, nếu bạn là một nhà phát triển phần mềm và đã tạo ra một ứng dụng giúp việc nhà, bạn có thể giúp mọi người quản lý công việc và sinh hoạt một cách hiệu quả hơn. Khi ứng dụng của bạn giúp giảm bớt gánh nặng công việc nhà, nó không chỉ giúp người dùng cảm thấy thoải mái và có thời gian dành cho những hoạt động quan trọng khác như chăm sóc bản thân hay nghỉ ngơi, mà còn tạo cơ hội việc làm cho những người lao động phổ thông. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng về lao động việc làm trong xã hội và góp phần vào an sinh xã hội, tạo ra một môi trường xã hội cân bằng và hài hòa hơn. Quy luật vạn vật đồng nhất. Thể cuối cùng, một quy luật không thể thiếu là quy luật vạn vật đồng nhất thể. Quy luật này nói rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều kết nối và liên quan đến nhau. Không có gì tồn tại độc lập và tất cả chúng ta đều là một phần của một tổng thể lớn hơn. Câu nhất bản tán vạn thù quy nhất bản, minh họa cho sự thống nhất và kết nối này. Tất cả mọi thứ, từ những nguyên tử nhỏ bé nhất đến những thiên hà rộng lớn, đều bắt nguồn từ một nguồn gốc chung và cuối cùng sẽ quay trở lại nguồn gốc đó. Hãy tưởng tượng bạn là một nhà phát triển phần mềm và tạo ra một ứng dụng giúp việc nhà. Bạn có thể không nhận ra, nhưng những gì bạn làm đang tạo ra ảnh hưởng lớn đến cộng đồng xung quanh và thậm chí cả thế giới. Quy luật vạn vật đồng nhất thể giúp chúng ta hiểu rằng mọi hành động của chúng ta, dù nhỏ bé, đều có ảnh hưởng đến tổng thể. Khi ứng dụng của bạn giúp giảm gánh nặng công việc nhà, nó không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của từng cá nhân, mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, đồng thời hỗ trợ việc tạo ra cơ hội việc làm mới và giảm bớt gánh nặng về lao động. Các quy luật vũ trụ mà chúng ta đã khám phá, từ luật đồng thanh đồng khí đến luật vạn vật đồng nhất thể, cùng nhau tạo nên một hệ thống hài hòa và cân bằng trong cuộc sống của chúng ta. Những quy luật này không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta tương tác và kết nối với nhau, mà còn định hình nghiệp quả và hành trình luân hồi của mỗi người. Khi chúng ta hiểu và áp dụng những quy luật này, chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn về mối liên hệ giữa hành động và hậu quả. Việc hòa nhập và áp dụng các quy luật này một cách thông minh không chỉ giúp bạn cải thiện cuộc sống cá nhân, mà còn đóng góp vào sự phát triển và cân bằng của toàn thể vũ trụ. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn về những quy luật này để chúng ta cùng học hỏi và phát triển bản thân. Đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ thông tin này với bạn bè và người thân để họ cũng có thể khám phá và áp dụng các quy luật vũ trụ trong cuộc sống của mình. Cùng nhau, chúng ta tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, hòa hợp hơn và tràn đầy ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.